Trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 vừa qua, với thời gian nghỉ kéo dài, các điểm du lịch trong nước đã đón lượng lớn du khách nội địa và quốc tế tới tham quan nghỉ dưỡng. Từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh phục vụ gần 760.000 hành khách trên tổng cộng gần 4.500 chuyến bay, chủ yếu là trong nước với hơn 3.000 chuyến. Ngày cao nhất có khoảng 810 chuyến bay một ngày. Sản lượng lưu thông qua sân bay bình quân khoảng 126.000 hành khách một ngày, tăng gần 33%. Do số chuyến bay tăng hơn 18% so với cùng kỳ năm trước. Trong 5 ngày nghỉ lễ, sân bay Nội Bài, Hà Nội đã phục vụ an toàn cho gần 2.700 lượt chuyến bay và hơn 422.000 lượt hành khách. So sánh với cùng kỳ năm 2022, lượng chuyến bay và hành khách nội địa đạt mức tương đương, trong khi sản lượng chuyến bay quốc tế tăng 86% và hành khách quốc tế tăng 299%. Và lượng khách lưu trú tại Thừa Thiên Huế ước đạt 54.400 lượt, tăng 70%, trong đó có 21.600 lượt khách quốc tế, tăng gấp 27 lần so với cùng kỳ. Đáng chú ý, trong 3 ngày từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5, các khách sạn tại Huế đạt công suất khai thác buồng phòng 100%. Còn tại Quảng Nam, tổng lượt khách tham quan và lưu trú ước đạt 245.000 lượt, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2022. Tại thành phố Hội An, thì các điểm di tích tuyến phố cổ luôn trong tình trạng đông khách. Trong khi đó, tại Quảng Ngãi, doanh thu từ ngành du lịch ước đạt hơn 140 tỷ đồng. Riêng tại huyện đảo Lý Sơn, công suất phòng ước đạt hơn 90%, lượng khách dao động từ 2.600 đến 3.000 người một ngày. Còn tại Khánh Hòa, Sở lịch tỉnh này cho biết, trong 5 ngày nghỉ lễ năm nay đã đón khoảng 200.000 lượt khách lưu trú, trong đó có hơn 181.000 lượt khách nội địa và gần 18.500 lượt khách quốc tế. Và công suất phòng bình quân là đạt hơn 87%. Tổng doanh thu du lịch đợt nghỉ lễ này ước đạt là hơn 854 tỷ đồng.